Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Dawncraft. Chúng ta đang là pháp sư nhưng mà giác cây kiếm mà. Giác cây kiếm tạm thời thôi, chứ thật ra là pháp sư chơi cái này mới đúng nè. Rồi đi, lên đường. Ta đang đi tìm con boss cuối cùng. Con Atlas rồi. Con boss cuối cùng. Hôm bữa đi xong rồi nằm lại ngay tại khu làng ninja. Ninja nó đã hạ gục mình. Ở làng ninja đâu? Ninja đây. Làng ninja. Ta vô làm ninja. Lu cất gì đó. Chắc qua bệnh ngủ đi. Qua bệnh bấm cái giường của mấy ông dân làng cái. Gì đó. Ừ, gì vậy? Tốc độ vậy? Wow, gì thần tốc vậy? Ê, có người tới kìa. Nhiều chuyện nè. Ơi, gốc này luôn, hay quá. Ẩu nè. Chết doctor đâu ra vậy? Mấy tên này bậy quá, bậy luôn nha. Có đồ chơi, có đồ chơi. Một cái trash can thôi. Không có trash can. Không có trash can gì hết trơn à. Genesis thì một dịp khác thôi. Biết sao gì cũng chơi thôi. Rồi đi kiếm cái chain knot rồi nha. Bây giờ cần phải coi. Chúng ta đang theo bản đồ. Bản đồ là phải đi lên phía trên. Phía trên là phía trên nào? Phía nào là phía trên mà phía nào là phía dưới? Hèn gì? Dân làng kêu gọi ông chạy tới ngay lập tức luôn. Cái cục này bấm luôn được rồi nè. Có bức tượng không? Cái bức tượng nữa. Mấy ông chỉ có tăng giá thôi chứ không có giảm giá. Người dân làng ở đây tốt lắm. Chỉ có tăng giá thôi chứ không có giảm giá. Người ta không có thích giảm giá. Người ta chỉ thích tăng giá mà thôi. Rồi. Hôm bữa bỏ cái tàu lại ở đẳng luôn rồi. Hình như vậy. Đi qua lấy. Bây giờ chấp mấy ông dân làng. Nhớ là có bỏ lại cái tàu. Chính xác. Rồi quay đầu. Ta đi qua chỗ con boss cuối cùng coi. Vậy là bên đó là hướng Tây. Trời đang lặn xuống á. Hello. Lần sau mình cứ làm việc của mình. Chúng ta đang đi tìm chỗ con boss cuối cùng. Đi hơi xa rồi đó. Khu rừng này nắm sầm hết. Ê. À con chim vô dụng. Con chim vô dụng đã tới. Tại sao gọi nó là con chim vô dụng? Bởi vì cộng lông của nó không giúp ích được gì hết. Cộng lông của nó chỉ để làm được lông gà thôi. Còn thua con gà nữa.
Cho nên nó là con chim vô dụng. Chơi này phải đi mở thế giới nhiều quá. Rồi có cái nhà kìa. Nhà của mấy tên ăn cướp. Ôi dữ vậy. Dữ vậy, dữ vậy, dữ vậy. Cứ làm ghê thiệt. Rồi đồ đâu, đồ đâu. Nó biết mình tới thăm nhà của nó. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái respawn point của mình về đẳng ha. Thì ta có thể ngủ lại tại đây cho nó sung sướng. Không có gì là vô dụng ha. Đâu rồi? Đây. À, vậy cộng này chỉ có tác dụng là như vậy thôi. Ngoài ra không còn tác dụng gì nữa hết. Vậy thì tác dụng của nó là cái gì mà nó là nó xịn? Nếu nó không giúp ích được gì hết. Sắt kìa, tôi đang rất là cần sắt. Vàng nhỏ cũng chơi luôn. Nay mấy giờ rồi? Giờ không biết mấy giờ, có gì mình sẽ respawn thẳng về đây. Đi ngủ luôn đi. Ây à, đi ngủ cũng khó khăn vậy hả? Chờ chút xíu đi ngủ. Rồi lên đường. Sáng rồi lên đường. Này là đi hoài đi không tới luôn nè. Hai cái tàu luôn. Đánh dấu. Cũng hơi xa đó. Hai cái tàu. Giờ này không rảnh chơi đó. Hên đó. Biết xa hơn không? Là người ta vẫn có cho ông ta một cái bản đồ để chỉ đúng vị trí của con boss. Chứ không có phải là chúng tôi từng bắn con boss đó đó, anh tự đi kiếm đi. Chết dở nữa.
dungeon nữa nè. Này là Battle Tower đời mới ha. Nằm dưới nước. Lại một con tàu. Rong ruổi trên con đường, ta gặp quá nhiều thứ. Nhưng mà ta đâu có rảnh đâu mà đi vô những chỗ đó. Con boss nó trốn luôn rồi. Cái này á, là phải cho hẳn một cái bản đồ bấm một cái. Tê lê thẳng đến đẳng luôn. Chứ chơi kiểu này bắt người ta phải đi nữa. Người anh hùng mà lên đường đi đánh boss, nhưng mà người anh hùng đang đói bụng cho nên người anh hùng phải đi về. Lâu lâu cũng phải ngó thử coi mình có tìm thấy được ngôi làng nào không. Có làng là có waypoint. Mà cắm waypoint xuống thì nó sẽ mất luôn. Cho nên có ngôi làng là tốt hơn. Cái gì bên đó? Một tòa nhà nát. Quay quay đầu. Cái cục này hình như là có sắt mà. Biết có đi lệch hướng không nữa. Đi đúng rồi. Có bạn chỉ đường kìa. Lên coi ha. Bản chỉ đường là chỉ tới ngôi làng á. Hello. Sáu trăm lóc. 400 lóc về hướng đó là sẽ có làng. Goblin King. Tinh khiên chính xác. Áo chăm lóc. Cái tàu nữa. Con tàu này thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Mình vẫn đang làm một cái chấm nhỏ xíu.
Hello. Ôi. Đây là đâu? Đây là đâu? Đi một hồi hả? Không biết tôi là ai luôn. Giống như trong đầu không còn biết mình là ai, mình phải đi đâu nữa. Rồi, Paladona. Hay quá, có cái dùng swarm ở đây nè. Paladona. Axer. À, ta sẽ cần có bản mod đó thì cần có cây chổi. Chổi, chổi. Brush. 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 Cái này cần phải nhúng nước. Phải kiếm mandrake. Này là do con boss nó hại mình. Mình đi mà mình không biết mình là ai, mình đi đâu luôn rồi. Mandrake plant. Mandrake. Mandrake root. Ủa, chưa có mandrake root. Mandrake nè. Có barbarian nó bệnh. Và bây chúng ta đi coi coi nó sẽ còn mấy cái nữa đó. Mất quốc cái gì này nọ. Mới nói mất quốc. Mấy bữa không có kiếm được khu này ha. Kiếm được khu này cái cuộc đời nó mới dễ thở hơn chút. Ta còn cưỡi chổi. Lily pad. Có mahogany luôn không? À, willow chứ lộn. Mahogany cũng được. Cái này hình như không phải. Là nhiều quá. Cái này không phải. Cái này là của bản mod khác, làm câu chuyện khác, không phải cái này. Cắm xuống đi cho nó mọc lên tiếp. Đi kiếm cái mandrake coi. Còn thiếu cái gì nữa? À, màu tím tím ở bển kìa. Mọi thứ thiếu một chút. Marigold. Marigold này không phải luôn. Nó của bản mod khác. Con cá bự quá. Ôi cá bự dữ. Cá gì bự dữ vậy? Sống lâu năm. Ổ miếng thịt luôn. Nó ăn cá bự quá bự. Gì đây? Rick, không cần. Và bây giờ còn Belladonna. Vào đây lấy. White rice, có gạo. Này phải lấy cái cây cắt, nhưng mà thôi khỏi cắt cũng được, đập luôn lấy rice. Hai cây này nó dung hợp ha, hình như nó còn thiếu. Willow branch. Rồi ta kiểm tra trước khi ta chạy về nha. Chạy về mất công lắm đó. Đây là ta còn thiếu mahogany. Bắt buộc phải kiếm mahogany. Đây là willow. Willow cũng được. Willow kiểu như là lấy cho nó có trước đã. Không phải của bản mod đó. Rồi, vậy sai rồi. Bouldering zombie. Con cá chê.
Con này nhỏ hơn, con kia chắc thành tinh nè. Con Trout Orange Zombie nãy nó chuyển đổi luôn rồi. Mất quốc Paperian Candle kìa. Này bỏ lại. Không cần thiết. Giữ vậy mấy đứa. Giữ quá đi. À, hơi giọt khỏi đây một cái. Để không có quẩn chơi với tụi nó. Chúng ta sẽ có 500 mét. Ok luôn. Jungle. Ủa hình như Mahogany mình có rồi, tại vì mình có cái jungle ở gần chỗ đánh con Lich. Chỉ là đi coi coi chúng ta còn thiếu cái gì hay không thôi à. Main root. Caledonia. Yellow Dog. Có chưa? Tại muốn đảm bảo là mình không có thiếu. Lỡ như đang làm công thức mà nó lại thiếu. Yellow Dog nằm đâu? Lấy hết mấy cái bông này về đi. Gì vậy? Minotaur. Địa hình xấu quá. Hay xít. Cái đó cũng có rồi luôn. Tới nữa hả? Anh nói tôi không có quẩn rồi. Ở khu đầm lầy này bự dữ luôn á. Phải mahogany là nó màu nâu nâu. Chúng ta đang đi tìm ngôi làng trước, cách đây 500 mét. Ai đừng có chỉ cái làng này nha. Really? Nó chỉ cho cái làng nhưng mà cái làng phù thủy. Có mất phương hướng đâu, đi theo cái đường người ta chỉ nè. Nó chỉ cho mình cái làng cách đây 500 mét thiệt, nhưng mà cái làng này là làng phù thủy. Hay quá. Giờ cơn mưa thật là đáng ghét nè, bây giờ không có kết thúc cơn mưa được nè. Phải kết thúc cơn mưa được thì nó đỡ. Cây đủ màu hết trơn.
luôn á. Đừng có nhiều chuyện nữa mà. Tôi đâu có rảnh. Ao. Barbarian. Đi ngang qua thôi mà. Cũng là làng nhưng nó lạ lắm. Nó chơi làng phù thủy. Còn làng phù thủy thiệt á hả? Làng phù thủy thì hình như là không có. Ôi con cá chê kìa. Cá chê, ui cá chê khổng lồ. Cái cá chê khổng lồ là phải săn liền. Mưa rồi hả? Tuyết nữa. Mưa gió bão bùng. Hãy nó chỉ ra 500 mét. Đi về thì không biết tới 500 mét chưa. Nhưng mà thấy có làng phù thủy là biết rồi đó. Nghi ngờ lắm. Tôi muốn được đi ngủ. Ây rồi, vậy là không phải làng phù thủy, mừng quá. Có một ngôi làng bình thường. Có những người dân làng cũng bình thường. Mấy ổng đang chui vô trong. Anh có thể trả lời cho tôi biết là mấy ông đã cất cái waypoint ở đâu rồi? Ông trả lời liền luôn. Đây, waypoint của anh đây. Xa quá xa. Cái anh Lâm vậy? Phải chiếm dụng. Tặng cho nè. Tặng gỗ với thịt thối luôn nè. Đổi lại. Rồi như vậy là chúng ta đã có được ngôi làng. Từ từ nha. Để mình đi kiếm mahogany luôn. Mahogany. Phần chơi này không có chuyện đó. Phần chơi này dân làng là phải đội lên đầu luôn á. Nhẹ nhẹ tay một xíu. Mạnh tay là hả? Chúng tôi không thích bạn. Chúng tôi không trao đổi với bạn nữa. Ngủ được rồi đó. Thằng này dân làng nó ghê lắm các bạn. Đó, trời ơi hả, vậy thì mới còn dòm ra được coi mahogany là cây nào. Bữa lấy chưa ta? Hình như hôm bữa đã lấy rồi á. Để đi về nhà coi thử. Nhớ là có lấy rồi. À chính xác, mahogany nè. Mahogany đã có rồi. Ok rồi, ok rồi. Tháo này xuống đi. Mình nhớ mahogany đã có rồi. Lần trước là chúng ta bị dính ở ngay công thức của cái đồ chơi khác. Mấy cái cây mất quốc cái gì này nọ đó. Chuẩn bị làm phép. Cửi chổi. Chổi bay làm cái Cauldron. Cái cuốn này làm phép nó cũng hướng dẫn đẹp lắm nãy không? Nó mở ra mahogany sapling. Willow hả?
Willow cũng đúng hả? Con gì nhảy đập đập hoài. Mà như Willow, để coi coi Willow, Willow của công thức này. Ủa, đã là Willow của bản mod khác. Đúng rồi, nãy mình lấy Willow này. Bởi vì mình mới nhớ là nó có Willow mà tại sao lấy nó ra kỳ quá. Đây, chúng ta sẽ cần phải làm phép. Cái nào fire resistant không? Không. Oh. Unlock it tiếp. Này, flare, mail, firework, fire explosion. Bên này có thuốc không ta? Captain Trader. Bên Hex này cũng có làm thuốc nè. Để săn Blaze. Khó vậy? Khó. Nhớ là bên hát cũng có nấu thuốc. Còn để kiểm tra lại cái. Rồi sao bỏ? Ê cần. Item. Thử xử cái cuốn sách mở ra coi còn phê hơn nữa. Thôi từ tự xử. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có cái cauldron. Mixing cauldron. Iron. Tóc hận. Iron chest play. Mixing cauldron. Bắt đầu làm phép. Nhớ là nó sẽ cần hai chậu luôn á. Một chậu này, một chậu kia. Cứ làm hai chậu đi tính tiếp. Thang lắm. Rồi, bây giờ có hai cái chậu rồi. Bên dưới cái chậu phải để nguồn nhiệt. Có magma block không? Magma block ở đâu ta? Hình như không có. À, có. Có. Cần có mất work leaf và yellow dot. Bone meal. Mất work. Yellow dot brush. Mất work. Trồng ở ngoài bờ sông. Oh no.
Em lỡ tay. Mất quốc Yellow Dog. Rồi đó. Yellow Dog Flower, Yellow Dog Leaf. Chọn gì nữa chồng xuống luôn đi. Mandrake, Belladonna. Miếng xương đâu? Làm phép ha. Làm phép là phải chuẩn bị đồ chơi để làm phép. Bùm. Mandrake. Cái Mandrake này nó không có hay. Hồi xưa có bản mod Witchery á, các bạn mà lấy Mandrake lên á, giật quyền cũ lên luôn, nó la trong mặt, vui lắm. Con này về giới thiên nhiên đi con ơi, về giới thiên nhiên đi. Iron Backpack. Rồi tiếp tục, chúng ta đang làm công thức của cái brush mahogany broom. Ồ khoan, làm công thức này là xỉu đó. Willow room thôi. Biomech cover được hả? Hôm nào cái kỳ nha. Xài gỗ này được luôn. Mahogany là phải netherite lận. Netherite là khóc hận, đào đâu ra. Đào đâu ra, có đi đào được đâu mà có. Chổi này thì xịn hơn sỏi kia thôi. Cái chổi nào nó cũng có cái riêng của nó. Rồi giờ quay cái này giờ đẳng. Ta coi cái chổi cái nha. Ai tầm. Nè, ví dụ như Willow nè. Chổi này. Có hai loại chổi. Cái tiếp. Có thể thêm bậc chín không? Gắn thêm cái nhẫn vàng vô chổng. Mà sao nó không va chân mới. Gì vậy? Bây giờ chân cũ tối. Trong phần chơi này chúng ta có pass. Cái gì vậy? Basic equipment. Đâu à? A little health. Dưới vậy? Sao giờ này mới có? Witchcraft. Ta đang làm cauldron nè. Đất xì chầu. Lava. Solid black stone. Tiểu tôi luôn. Black stone đào đâu ra? Cái khu mà nói bong bóng nãy có black stone. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Làm cái chổi. Cái này là đồ decoration thôi, đồ làm đẹp thôi. Thank you.
Đây, phải làm cái room này nè. Đây. Hay da, hay da. Làm công thức của ba cái đồ chơi này. Hả? Khoan. Không. Làm cả ngày trời chúng ta nhận được tin dữ. Bạn muốn xài Caltrans nữa. Đi làm quest đi. Thông tin này đúng dữ luôn. Nè. Cleric Villager. Bây giờ đi đè ông đó ra. Tìm hiểu coi làm sao tôi có thể sử dụng. Cleric. Không phải áo này đâu. Ông Lacarian có gì mới? Cleric Villager đâu? Ông đâu thuốc rồi. Này là Emotional Damage luôn. Yarrow. Chắc phải qua mấy ngôi làng kia quá. Mấy ngôi làng này thua rồi. Bỏ Hopper vô Caltrans. Nó có nhiều thứ lắm các bạn. Cái Caltrans nó có nhiều thứ ở trọng lắm nè. Bây giờ á, chúng ta phải bỏ fluid vô nè, phải bỏ đồ vô nè. Nó mới hiểu. Muốn về thử bỏ Hopper thì bỏ Hopper chắc là được đó. Nhưng mà vấn đề quan trọng là làm sao bỏ cái chất lỏng vô trọng. Đầu tiên chúng ta làm cái cán chổi trước. Rồi. À, làm cây chổi trước, cái cây này nó sẽ cần phải có blood nữa, output blood nè, bottle of blood, phải làm cái sigil để đem đi hiến tế bản thân, cần có polished black stone, cần phải có lava, lava thì làm sao bỏ vô được, tô đâu. Thiệt là đau đớn. Không biết sao bỏ vô được luôn. Lava đâu? Hình như không có lava. Nó không dẫn chất lỏng của Create. Ủa hết xô rồi hả? Kỳ vậy. Chục cái xô luôn nè. Ao 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 ao, lava đâu? Phải đi lấy lava nữa. Free. Cái xô múc đổ vô thôi. Đi coi thử coi được không ha. Ứng ngon, dễ ăn à. Ta bân cô. Ba ba kìa. Gì mà xấu vậy?
Potassium. Chạy không có quận thiệt là đông đảo quá đi. Giờ coi múc xô đổ vô được không trước đã. Cần hopper, hopper ở nhà có mấy cái á. Ôi, xém nữa, lao đầu. Ở đây chúng ta không có theo dõi được cái nhiệm vụ ha. Kiểu như mấy cái này nè. Chúng ta không có cái nhiệm vụ. Không có biết được là nhiệm vụ mấy ông dân làng đang làm cái gì. Nhận nhiệm vụ gì rồi coi lại không có được. Rồi. Có cái này nè. Rồi lava đổ vô. Không có đổ vô được đâu. Đi chưa. Rồi đồ bỏ vô được không nha. Đầu tiên là cái room này đi. Wet room. 4 cái wit. 1 cái yellow, 1 cái mất work. Với 2 cái mandrake. Cái yellow, 1 cái mất work. Rồi 4 cây kia. Ai hopper được không đã? Rồi tính đến chuyện bỏ chất lỏng. Ok. Nhưng nó không theo thứ tự. Rồi. Rồi. Lava. Lava. Fluid. Fluid này ư. Fluid thôi. Chuyển vô. Để coi coi. Đó, chưa có xong đâu. Cần phải có mechanical pump nữa. Căng lắm chứ bộ. Giờ làm create là vô thêm một đống công chuyện luôn á. Mechanical pump. No. Có copper không? Có. Thổi lửa cho nhanh. Top up raw copper nè. Chỗ giải cứu dân làng là chỗ nào? Hết biết luôn. Chỗ nào giải cứu dân làng? Mấy cái nhà này hả? Để đi coi coi. Đi coi coi nhà nào có. Nói nghe trừu tượng quá. Thank you.
chỗ nào giải cứu dân làng đâu ta? Là sao không hiểu luôn. Đi lục hết từng nhà coi nhà nào có create. Lục xong nhìn lại chế tạo nhanh hơn. Chỗ có spawner kế village là hết biết luôn. Spawner gì? Mình tự làm đi cho nó nhanh. Cái nhà này không có. Mấy cái nhà đó có xe gió nhưng mà nó cũng không có luôn. Còn không kia áo màu gì lạ vậy. À người Cato Capper hả? Oceano Capper. Oceano Capper là không nói chuyện được luôn. Nè ở đây là chỉ là đồ làm đẹp, đồ chơi thôi. Cũng không phải đồ của Create luôn. Có cái detector. Tự làm cho rồi. Đi vòng kiếm xong. Tự làm cho nhanh. Làm cho mình bad moment hả? Rồi hết biết luôn. Cái đó lại càng không biết luôn. Chỗ nào mà cho bad moment? Chỗ đó có sẵn Wingray luôn rồi, thua luôn. Trừu tượng quá. Chỗ nào bad omen? Coi chừng lộn, có lộn phần chơi không? Phần chơi này hay là phần chơi CMA? Cần làm cái water wheel và làm thêm cái pump. Pump cái đó ra cho nó xong. Hôm qua chắc được. Gì nó không chạy luôn vậy. Lava. Lava.
Thôi xong rồi, để qua đây trầm cảm với cái chuyện mà đập đập này nữa. Thôi tôi cần cái deport. Mỗi lần phải tháo cái deport ra phê quá. Underside casing. Cho em lấy lại cái đi. Ở khu này phải được nâng cấp lên để chúng ta sẽ có tốc độ tốt hơn. Tinh tinh. Đâu có đâu. Đâu có nhốt dân làng nào đâu ta. Ý là chỗ góp linh khinh á hả? Để coi thử nha. Có người làng góp linh khinh á hả? Là ngôi làng này mà. Nếu mà nói ngôi làng mà có trò kia thì ở đây. Để coi thử. Mình chơi này mang tiếng là adventure đó. Mình chơi adventure nha. Nhưng mà ở nhà là nhiều hơn adventure. Tại adventure ra ngoài đánh boss rồi đi vô thôi à. Chứ đa số là ở nhà. Người anh hùng mới vô không được cấp gì trơn hết á. Người anh hùng mới vô được cấp áo vải với mấy miếng thịt. Rồi xong anh tự xử đi. Anh tự chơi với mấy con đó đi. Chơi bằng niềm tin à. Tôi là người anh hùng chứ không phải là hả niềm tin ha. Rồi để đi coi thử coi có cái nhà nào của Create không. Ê ê ê ê. Cần có bắn nữa. Nó là lát nữa lên đường luôn á. Nhà nào có Create. Anh hùng phải tự sắm hàng nóng thôi. Chứ hả người ta không có cho anh hùng gì trơn hết á. Kêu lịch chơi cắm trại. Rồi nghe càng lúc càng không hiểu luôn. Cao siêu quá rồi. Rồi mở như đúng rồi luôn. Rồi, hết biết rồi, thôi, chạy về thôi. Tôi không có quẩn đâu, vô chơi với mấy đứa hoài. Thì luôn hết biết rồi. Nghe xong hết biết đâu luôn, dây. Rồi, coi bệnh coi chút xíu thôi mà nó xả thấy ghê luôn. Nó làm quá đáng thiệt luôn đó. Ồ, piercing, vậy thôi. À, để coi bên kia sao rồi. Cần tờ tháp Pillager đó. Pillager đó. Có chừng bạn lộn phần chơi khác nữa. Này các bạn coi lại đi tập mấy. Mình vô mình coi cho nó dễ ha. Chứ mình không có nhớ là mình có giải cứu dân làng nào ở đây hết trơn hết á. Chỉ có một pha giải cứu là lúc mới đầu vô tập ngày hôm nay thôi. Hôm nay giải cứu khỏi mấy tên cultist thôi. Chứ còn cái này là không có ấn tượng gì hết trơn hết á. Quá căng thẳng. Rồi, và nói tóm lại. Trong ngày hôm nay, người anh hùng đang trên đường đi tìm con boss cuối cùng. Nhưng mà lại vẫn chưa thấy mà phát hiện được khu vực đầm lầy để có thể chuẩn bị đồ làm ma thuật.
nhưng mà vẫn còn nhiều vấn đề đến Nguyễn Hùng phải xử lý lắm. Và bây giờ mình kết thúc chương trình ngay tại đây, và em lại các bạn trong những clip khác. Bye bye.